Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Mong rằng luôn nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn bằng việc cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị và các bạn xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đến với dự án xây dựng hai đơn nguyên cầu song hành với cầu Mai Dịch để xem tình hình thi công dự án đến hiện nay như thế nào. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để có cái đánh giá khách quan cũng như có cái nhìn chi tiết. Mong quý vị và các bạn hãy xem hết video. Thời điểm ghi hình hiện nay vào lúc gần 17 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023. Hiện tại tôi đang lưu thông theo hướng từ đường Phạm Hùng sang đường Phạm Văn Đồng. Vị trí các bạn đang nhìn thấy đây là đầu cầu phía bên đường Phạm Hùng. Hiện nhà thầu đang thi công cốt nền đường của nhịp dẫn sát mặt đường. Từ vị trí trụ đỡ kết nối nhịp dẫn sát mặt đường kéo dài xuống đến mặt đường hiện hữu như các bạn đang nhìn thấy trên video. Để quý vị các bạn có thể nắm được, tôi xin khái quát về dự án. Để tăng khả năng khai thác tuyến đường ở trên cao Pháp Vân Cầu Thăng Long theo tiêu chuẩn đường cao tốc, thì tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 7 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung hạng mục xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút giao Mai Dịch với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 348 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dư của dự án cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long. Theo thiết kế, mỗi bên cầu vượt Mai Dịch hiện tại sẽ được xây dựng một đơn nguyên cầu đô thị rộng 7,75m, gồm một làn xe cơ giới rộng 3,5m và một làn xe hỗn hợp rộng 3m, còn lại là giải an toàn và bó vỉa. Đây là vị trí trụ nhịp dẫn sát mặt đường. Hiện nay các nhịp dầm thép đã tiến hành neo lắp đến vị trí này. Về mặt kỹ thuật, hai đơn nguyên cầu đô thị được xây dựng là cầu Vĩnh Cửu kết cấu dầm thép, bản mặt bê tông cốt thép liên hợp, tĩnh không dưới là 4,75m, tĩnh không đường đô thị trên cầu vượt là 4,5m. Tại các trụ tiếp theo cũng đều đã được tiến hành neo lắp các dầm thép. Sau khi hai đơn nguyên cầu vượt này được xây dựng xong, xe ô tô qua nút Mai Dịch sẽ được tổ chức giao thông theo hướng là xe đi đô thị ở đường Phạm Hùng ra đường Phạm Văn Đồng và ngược lại xe đi ở cầu vượt thép. Xe đi ở đường trên cao sẽ đi ở cầu vượt Mai Dịch hiện nay. Mục đích của việc này là tách biệt giữa các dòng xe đi ở đường trên cao với tốc độ cao tốc ra khỏi các làn xe chạy ở làn đô thị. Phát huy hiệu quả đầu tư của dự án đường ở trên cao vành đai 3. Dự án được khởi công vào đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Đây là vị trí trung tâm ngã tư, hiện nay nhà thầu cũng đã thi công neo lắp xong các nhịp dầm thép. Cũng tại vị trí này, nhà thầu cũng đã thi công xong phần thép mặt sàn cầu, như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trên video. Phía bên đầu đường Phạm Văn Đồng, hiện nay nhà thầu cũng đã thi công neo lắp xong các nhịp dầm thép khớp nối với trụ đỡ kết nối nhịp dẫn sát mặt đường. Tại vị trí nhịp dẫn sát mặt đường, hiện nay nhà thầu cũng đang thi công cốt nền của nhịp dẫn phía bên đầu Phạm Hùng, kéo dài từ vị trí trụ đỡ kết nối với nhịp dầm thép đến xuống mặt đường hiện hữu.
Bây giờ mời quý vị và các bạn đi sang phía bên kia của đường để xem việc thi công đơn nguyên cầu thứ hai, đơn nguyên cầu theo hướng đi từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng như thế nào. Đây là vị trí chân cầu theo hướng lưu thông từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng, cũng như phía bên đơn nguyên cầu 1. Tại vị trí chân cầu này, hiện nay nhà thầu cũng đang thi công cốt lền của nhịp dẫn, kéo dài từ vị trí trụ đỡ kết nối với dầm thép đến xuống sát mặt đường hiện hữu. Đây là vị trí trụ đỡ cuối cùng tiếp giáp với đường dẫn chân cầu. Hiện nhịp dầm thép chưa được lao nắp đến đây, hiện đã lao nắp đến sát vị trí này, chỉ còn một nhịp dầm thép nữa là kết nối với vị trí trụ này. Về công tác lao nắp dầm thép, hiện nay phía bên đường Phạm Văn Đồng, nhà thầu đã thi công đến hết vị trí ngã tư. Tại vị trí ngã tư này, phía bên đường Phạm Hùng hiện nay còn một nhịp dầm tại vị trí ngã tư chưa được lao lắp như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Tại các trụ tiếp theo, nhà thầu cũng đã tiến hành lao lắp các nhịp dầm chạy dài về phía nhịp dẫn sát mặt đường. Hiện cũng còn một nhịp dầm thép nữa là kết nối với trụ đỡ nhịp dầm sát mặt đường, cũng giống như đầu phía bên đường Phạm Văn Đồng. Như vậy, đến hiện nay, tình hình thi công hai đơn nguyên cầu tại nút giao Mai Dịch song song với cầu Mai Dịch hiện tại, khối lượng thì đang tăng lên. Phía đơn nguyên cầu theo hướng lưu thông từ đường Phạm Hùng sang đường Phạm Văn Đồng, công tác lao lắp dầm thép đều đã hoàn tất. Nhà thầu đang chuyển sang công tác thi công bề mặt sàn thép, cũng như đang thi công cốt lền tại vị trí nhịp dẫn sát mặt đường. Còn đơn nguyên cầu lưu thông theo hướng từ Phạm Văn Đồng sang đường Phạm Hùng, hiện nay phần lớn các nhịp dầm thép đã được lao lắp, hiện còn 3 nhịp dầm thép chưa được thi công, bao gồm một nhịp dầm tại vị trí ngã tư trung tâm bên phía đường Phạm Văn Đồng và hai nhịp dầm tại hai đầu kết nối với nhịp dẫn sát mặt đường. Ngoài ra, nhà thầu cũng đang tích cực thi công cốt lền tại vị trí hai đầu cầu như bên đơn nguyên cầu 1. Kế hoạch dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2024, tức là còn tầm khoảng 4 tháng nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đón xem.